1 giờ rồi và mình đã đến được cái địa điểm của ngày hôm nay mà gọi là kiểu như cũng khá là mới mẻ trong đời mình đi Đà Lạt này. Đó chính là mình được đi một cái sở thú mà mọi người sẽ được tương tác với lại thú trong đấy luôn, nó tên là Judo. Thì Judo là ở cách trung tâm thành phố Đà Lạt là 35 cây lận, do đó tụi mình đi xe máy thì phải khoảng 1 tiếng mới đến nơi. Thì tụi mình phải đăng ký cái khung giờ để tham gia. Thì ngày hôm nay tụi mình sẽ tham quan vào lúc từ 11 giờ đến 12 giờ và phải đến sớm hơn 15 phút để mà check-in và lấy vé. Thì mình ở đây là khi mà đi vào thì người ta sẽ không cho mang nước vào. Tuy nhiên là mình có thể mua nước của Judo. Thì mình có thể vào trong quầy mà người ta bán nước để mà lấy vé luôn. Thì phải đến sớm 15 phút để lấy vé rồi in vé ra và trả tiền. Thì cứ một người là vé khoảng tầm 100 ngàn và con nít thì sẽ rẻ hơn một chút xíu. Địa điểm này thì rất là phù hợp cho các gia đình đó mà dẫn con nít theo để mà có thể chơi với các loại động vật ở trong sở thú này. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng tham quan trong này nha. Đây là ngay chỗ mà quán cà phê mọi người ngồi nghỉ ngơi là chờ vào này. Đi vào trong quán nhé. Đúng 11 giờ là tụi mình sẽ tập trung ở ngay cái điểm tập trung của họ và sẽ có những hướng dẫn viên dẫn tụi mình đi vào trong. 11 giờ chúng mình tập trung thôi. Chữ điện thì không, số thông tin gửi cho mọi người lên nghe như thế. Hiện nay chúng ta đi khoảng 1 tiếng, 1 tiếng 15 phút thôi, đường kéo dài 800m. Thì sẽ có hơn 10 chủng thú khác nhau. Ở đây chỉ có thú thiền, thú ăn cỏ thôi, sẽ không có thú dữ, nồi thú ăn thịt. Nên các chuồng mình có thể vào trong chơi trực tiếp, cho ăn hoặc là dùng tay mình sẽ chạm trực tiếp được luôn chị nhé. Vì mình vào trong chơi á, em sẽ có số nồi quay trên đây để đảm bảo sự an toàn của anh chị cũng như là sự an toàn bạn thú. Như là mình không được mang đồ ăn, nước uống bên ngoài vào, có thể đem theo nước suối, nước đóng chai, dùng xong rồi chị nhớ đem dây không bỏ cùng rác cho mình đây. Cái này mình mới mua 3 hũ thì cái này là nó sẽ bỏ vào trong khay, còn cái này chắc là mình sẽ đưa đút cho nó ăn luôn á. Thì cừu, ngựa lùn và lạc đà thì sao ăn được? Cái này 10 ngàn một hũ các bạn ạ. Chiều cho thú ăn bạn ơi. Giờ chúng mình sẽ đi ra đó để đi vào. Nè, mình cầm vé nè. Vé này là mình mua cho 6 người. Mỗi người mỗi 100 ngàn. Rồi, với những cái ly á, và sau khi cho bạn thú ăn xong mình vẫn có thể giữ được chị nhá. Sau đó mình có thể gửi lên quầy cà phê. Quầy phê trả cho chị 2 ngàn trên mỗi ly không. Đó là cảm ơn của Ju gửi đến anh chị đặc biệt các bé. Đó là tinh thần bảo vệ môi trường thông qua một tài trong đường dây này chị nhá. Chuồng đầu tiên sẽ là điểm soát vé, cũng như là chuồng để một số bạn thú ăn soát vé đây nè. Bạn đang có sự chăm sóc đặc biệt riêng nên tạm thời mình sẽ không cho ăn này giúp em nhá. Nước hè vì sự tử bạn. Quay bằng GoPro, lát quay GoPro đi. Ủa quay quay GoPro rồi hả? Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Hơn 10 năm về trước, bạn chim chỉ này vẫn nằm trong tất cả của Việt Nam nhắc. Tại vì lần này không có khả năng là bố mẹ đẻ trứng xong là bỏ đi. Còn đẻ trứng bạn này vào trong tổ là chim loài gà khác. Nhờ bác hộ, sau đó bạn này cũng đi luôn. Với tỷ lệ nở trứng trong tự nhiên rất là thấp nhưng bây giờ Việt Nam mình nuôi nhốt rất nhiều rồi. Nhân giống là dễ, có trứng tách ra nhờ gà từ bên bác hộ. Còn mô hình lớn hơn nữa sẽ có trứng riêng cho bạn này chị nhé. Thì bình thường lông đuôi con chim chỉ trống này có thể dài tới 1 mét. Nhưng do em để chung với con gà sao đây, hai đứa đánh lộn tối ngày, đục lông đuôi hết rồi. Đúng mùa có thể dài tới 1 mét trong mấy cái vỏ chèo tuồng cổ hồi xưa á, ta hay dùng lông đuôi con chim chỉ này làm cái mũ mạo của mấy ông vua bà chúa kiểu á. Tôi đây, tôi đây, tôi đây. Tôi đây. Tôi đâu, tôi đâu. Tôi đây, bây giờ mình đang ở trong Judo rồi. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi ăn đi. À xin lỗi. Đi ăn nè. Đi ăn đúng rồi. Bây giờ mình bị đi qua xem con khỉ á, mắt ca hay gì đó. Mặt cam, thì mặt cam, mắt gì lóc gì mà nếu mà thì mặt ca, mặt ca, mặt ca, mặt ca, thấy chưa, từ thử mặt cam. Mình nghe nói là trong chuồng này có thể cho khỉ ăn được 1-2 miếng trái cây gì đấy. Nói chung là nhớ cái hồi mà đi đảo khỉ á, nó giật hết đồ của mình nên là giờ mình sợ lắm, mình không biết là vào có cho ăn được, gọi là không biết là vào có cho ăn cho mình yên được hay không. Rớt cái đầu chị lấy rồi. Trắng làm hai, làm ba,
miếng ỏi để với phần cổ của nó. Khi nào mọi người đi hết, con khỉ nó sẽ để đồ ăn vào ngay cổ ngay đây nè. Xong rồi lát hồi khi nào mà mình đi hết nó sẽ đưa lên nhai lại. Chị con cho em ăn. Thì rồi mình cho ăn 1-2 miếng thôi chị nha. Mình đợi nó nhiều chuột để sau. Sau chơi xong bàn khỉ này mình có thể vào trong trực tiếp mình sờ mai bạn rùa được rồi chị nhá. Thì vào trong đây một à, mấy con vào trong mình sờ bằng tay nha, không có dùng chân đạp nữa. Con rùa này các bạn, nhưng mà không được để tay ngay đầu nó, tại vì nó sẽ tưởng là có đồ ăn rồi nó ăn á. Mình chỉ ngồi một bên hoặc là đằng sau để sờ vào mai nó thôi. Sờ, mình sẽ sờ mai rùa. Em nó ngồi nó nhảm lắm nha, nó giống như mai chai mà. Đừng có để ngay gần đầu quá, đầu bên này trục vô coi rùa rụt cỏ thôi. Vào á bé thay khoản thay quăng liều ăn lắm, nên chị có thể cầm giúp bé trước đi, bên trên ổn định hãy cho các bạn bé cầm sau nhé. Rồi trên lỗ tai nó có cái lỗ vô rồi kìa. Cái tát đi thôi, đi thôi cười. Ê cúp cái đồ giống cúp gà lắm luôn. Chưa có đồ ăn, tôi chưa có cùng đồ ăn. Đây cho tổ một trái. Tao chưa có đồ ăn gì hết. Không, cho một cái. Nó nhảy lên luôn kìa. Nó nhảy lên luôn á. Từ từ. Tụi bay cầm đi. Ê từ từ, từ từ, đây đây. Ờ nhanh quá, không kịp quay lại luôn á mẹ. Nè tay tổ này bị dính nước miếng của con cùng. Cho tao cùng quay. Rồi mình lấy một ít rác hộp này nè. Trời ơi tối quá tôi cười cùng một khung hình. Hết rồi. Vớ tay mình luôn. Chưa ra các bạn. Mọi người la hét quá trời luôn. Lòng đã lên luôn á, cái lòng tù á. Vớ tay á. Lòng đã lên luôn á. Ăn. Nè, cừu bấm lỗ tai. Trong đây sẽ có một thứ con cừu trắng của Việt Nam, cừu đầu đen với lại cừu đốm. Rồi sẽ có một thứ dài này, dài cừu đầu đen. Bên ngoài nha. Mình vừa mới cho mấy con cừu anh Phong. Cừu ở đây á là kiểu như là cừu Việt Nam, lông nó sẽ cứng hơn cừu nước ngoài. Và anh Phong thì kiểu tay nó bị dơ, kiểu dính nước miếng cừu. Cừu chỉ có cái hàm răng ở dưới thôi, cho nên lúc mà ăn thì nó sẽ không có làm đau tay mình đâu. Nhưng mà mình hoảng thì rất là ghê. Bây giờ thì mình sẽ đi qua cái con. Mình chuẩn bị đi tới đâu vậy? Chuồn con gì? Chồn. Chồn. À con này con chạy hướng á. Cái đậu. Đây nè. Hỏi đâu đâu. Ê. Ê. Dễ thương quá. Chồn đất châu Phi à? Không thấy. Bên kia, bên kia. Đây là con chồn đất châu Phi. Anh đang bắt thử một con cho mọi người chơi. Tại vì mấy con này là mọi người nuôi từ nhỏ cho nên rất là thân thiện. Mọi người được sờ này, được sờ này. Để sờ lắm nó được nha. Ơi đảo rồi. Nó kêu ẹ. Khi nào mà nó cảm giác không an toàn nó sợ xíu lắm kìa. Mà sợ xíu nó im á là nó cảm giác an toàn rồi nó im. Mình chuẩn bị đi vô chuồng con lạc đà nè. Dạ rồi các bạn, tên chính xác là Abaca, lạc đà không bố, Nam Mỹ, sống ở vùng có khí hậu lạnh ở Chile, Peru, Bolivia, nên sẽ có bộ lông dài như thế này chị nhá. Một số con phía trên kia vừa mới cạo lông xong rồi. Còn chừa phần chân với phần đầu lại, tại vì hai phần này nó chậm ra lông hơn. Không được đuổi đuổi, không đánh bằng này nha. Con này nó dễ dặn lắm, nó dặn cái là phun nước bọt mà chúng ta. Nhưng mà nếu có phun thì dặn phun xương thôi, không phun đông bèo nhèo thì anh chị đừng có sợ. Mình đi chơi thôi. Con đi theo ba bé, cái con này nó cao lắm. Con đi theo ba bé đi. Mình đi vô, giờ cao đồ ăn lên. Đi lên. Không sao hết. Mấy bạn này mập lắm luôn á, bự quá trời bự. Bên lên cho em ăn nè. Lạc đà không bú. Mẹ ăn đi. Đảo ơi vua. Con lạc đà ăn nè. Quay với em nữa nè. Ôi mà ăn tay tao vậy. À. Dễ thương quá à. Cho giúp tao đầu cái. Sợ. Ê lông mi dài lắm nè. Ừ. Con này đen thui không thấy lông mi. Con này thấy nè. Lông mi dài quá à.
hết rồi. Nè, không có cho ăn. Ôi là la, ôi là la. Mấy ngựa này thì nó sẽ cho đồ ăn ở trong cái này. Bây giờ mình sẽ đổ cái đổ rồi mới đưa. Rồi giữ lại cái ly. Cầm ly đi. Cho hết luôn hả? Ừ, cái này cho hết luôn, lúc sau là có đồ ăn của họ. Ok, đi. Ủa giờ anh đổ cầm luôn hả? Ui, nó nóng. Cái thứ này nó nóng. Mình có thể vuốt bờm nó đó. Chị Nhi có ngựa. Ồ, anh đang ngựa. Ờ, vuốt bờm nè. Ui. Tối quá à. Con ngựa này đen quá à. Các bạn không nhìn thấy rõ nó đâu. Nè lại tôi vuốt bờm nó này ăn, nó không biết gì hết trơn. Bây giờ cho ngựa trắng ăn nha. Vuốt đầu ngựa trắng. Sao kêu? Sao con? Em cắn nó nè. Ăn xong rồi bây giờ lấy khay ra cất lại. Rồi mình cho ăn xong mình tranh thủ với em anh chị. Bây giờ mình sẽ đi vô để coi mấy con chim. Mấy con chim ở trên này nè, bay bay. Nè, để ảnh vừa mới cho mình. Cái này để cho chim. Cho chim ăn. Chim bay đi rồi. À đi đi đi. Ô, yeah. Ghê quá. Chim ơi, chim ơi. Bay quay lại rồi, không có con nào bay xuống đây hết. Này mình đang dụ hai con chim trên này nhưng mà nó không quan tâm các bạn ơi. Không biết tới khi nào. Cái này là một cái hạt gì đó các bạn ơi. Hạt của cái cây gì đó chứ không phải là cám nha. Đây là cái hạt đó. Đây 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 đây, đi chờ tối. Cảm ơn. Dạ. Mình lấy một bài cọng cỏ. Khi cho em ngồi xuống giúp em tạo cảm giác an toàn thì bạn cũng muốn dành cho chúng ta. Mình đứng thì bạn này rất là sợ. Mình đang rất là im lặng và kiểu nhẹ nhàng. Chít 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 chít. Cô bạn bên này có con chuột con nè các bạn. Chuột con ở trong cái túi á. Mấy bạn nó chơi chuột. Túi nó nhé con vô hả? Con nằm chổng luôn. Cô không có ai qua đây chăm với mình hết. Con này nó mang thai cỡ 1 tháng rồi đẻ rồi. Tại vì chuột túi là động vật có vú nhưng mà không có nhau thai. Nên mang con dần như hình thành cái phôi vừa đủ chân đủ tài đẻ liền. Sau đó sẽ bò trong túi mẹ thì con mẹ sẽ nuôi hoàn toàn trong túi mẹ. 6 tháng đầu nha. 6 tháng đầu không ra ngoài, chỉ nằm trong túi bú sữa và ỉ trong túi mẹ luôn. Thì con mẹ có nhiệm vụ đút cái đầu trong cái túi liêm sạch làm sạch chứ con không ra ngoài hiểm 6 tháng đầu. Sau 6 tháng nó giống như thế này nè. Như thế này được 6 tháng rồi, có thể ra bên ngoài ăn dọc hoặc làm quen môi trường xung quanh. Nên sau đó vẫn trở trong túi mẹ tiếp tục, cứ nhảy ra nhảy vô như thế tới tháng thứ 10, thứ 12. Lúc đó cứng cáp hoàn toàn rồi mới ra bên ngoài sống độc lập một mình anh chị nha. Ờ, bạn ăn rồi nè. Bi nó làm ẩm. Đó là mình dễ phân biệt con được con cá lắm. Đứng thẳng lên mình thấy liền. Nhưng mà con này giao phối thì sao anh? Tại vì con này cái bộ phận sinh dục con được sẽ nằm trong cái lỗ đi vệ sinh luôn á. Nên một lỗ nó dùng cho việc giao phối nè. Đi nặng đi nhẹ đi đều dùng cái lỗ đó hết. Thì nếu mà giao phối sẽ đưa phần sinh dục ra ngoài. Con này nó ngược với một số động vật khác là bi nằm trước mà hàng nằm phía sau. À rồi hả? Ok. Đằng kia có một em đang mang em bé. Không biết mình đến gần thì có sao không? Đừng có chạy, đừng có chạy. Trời. Em phải ngồi xuống. Em chạy là nó sợ, nó chạy mất. Bây giờ mình sẽ ra đây để rửa tay, sau đó là đi về. Thì ở đây có bồn rửa cao dành cho người lớn và bồn rửa thấp dành cho các em bé luôn ý. Mình đang dùng bồn rửa thấp. Bây giờ mình đổi cái ly trả lại rác để lấy 6.000 ý, 2.000 một cái. Dạ. Có mèo các bạn. Biết luôn đó. Đây con mèo này mèo ba tư không? Mèo anh có mèo ba tư lông ngắn. Mèo tím. Trời ơi. Không mèo tím khác, mèo tím khác. Mèo tím giống ta trồng. Hai mắt khác màu, mắt xanh, mắt vàng. Nãy mắt xanh luôn, xanh luôn á, mắt xanh biết xanh một vàng. Tinh quang 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 quang.
từ lúc trước mới đem lên đây ha, tại vì sống ở Sài Gòn lạnh không nóng quá, tiếng cạo lông bớt. Bên đây đang nuôi lông già lên. Chơi không? Chơi không? Đi chơi đi ha. Đi chơi hả? Chơi kê ai ẩm đi. Ui, lông nó mượt lắm á. Ui. Ôi mượt quá. Đúng đã luôn. Mượt quá. Ta-da! Và là cuối cùng thì mình cũng đã tham quan xong hết một vòng Juru rồi và được trải nghiệm kiểu tiếp xúc với rất là nhiều bạn động vật khác nhau á. Kiểu rất là vui luôn và mình nghĩ là nếu như các bạn mà có cơ hội đến Đà Lạt ấy thì nên ghé qua đây. Qua đây thì không phải là chỉ đi xe máy rất là mệt đâu, nhưng mà các bạn có thể đi xe buýt nữa, tại vì ở đây họ có xe buýt để có thể di chuyển các bạn chiều đi chiều về luôn ấy. Và một lượt đi như vậy là khoảng 40.000 thì hoàn toàn phù hợp để cho gia đình các bạn có thể đi á. Nếu như gia đình các bạn có con nít á thì càng nên đi để cho các bé tiếp xúc với lại các loài động vật á, kiểu như thân thiện với thiên nhiên hơn. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Video đến đây là kết thúc rồi. Mình sẽ đăng tiếp những cái review những cái quán ăn hoặc là những cái địa điểm khác thú vị ở Đà Lạt. Hãy đón xem video tiếp theo của mình và theo dõi kênh mình nhé. Xin chào các bạn. Tôi đi đây.